xoay nó ra ngoài này. Nặng rồi đúng không? Xương thì nặng. Toàn đá kìa. Đúng rồi. Chân chiếc là ổn rồi đấy. Đẹp rồi đấy. Cây mà bám đá đấy, đẹp đấy. Oh. Đây sang cái hang rộng này nhìn hấp dẫn. Nó cũng ngồi đá được thời gian rồi. Nghiệp vật. Bác cũng đi săn ác quét nhỉ? Đâu, có phải chơi bây giờ mới chơi. Thấy rồi hay, mua một hai cây về chơi. Toàn thấy hay nhất chợ thì múc này. Mấy trăm này. Đây là đang đổi lu biếu. Là cây đẹp. Đây. Đây là nó biển. 4 triệu rưỡi lên đường à? Mẹ đẩy giá êm ái. Quá êm ái nhỉ? Đây. Cái chậu đá đã bao tiền rồi? Anh em nhìn lá nó đẹp quá, nhưng mà lá xấu. Để lại thì lá. Từ giờ đến trưa nếu mà không ấy kiểu gì chả hết. Từ giờ đến trưa không ai yêu đấy. Kiểu gì còn mỗi cành. Đấy. Để giờ xin phép bước qua bác này thì phải thu nó lại để trông nó tôn với cái hòn đá đẹp. Nó xòe to, nó còn thấy nó mới đẹp. Chân dẫm đẹp. Mỏng. Được. Đẹp đấy. Trên xuống chơi nghệ thuật đẳng cấp cao. Nói chung là nay ở chợ có mỗi cây này thôi. Đánh luôn, đánh luôn. Biệt danh con cây bonsai tiểu cảnh bốt đá. Nói đi chứ đi, chả có nói, chỉ biết là múc thôi. Không có nói nhiều, trình bày nhiều làm gì. Bây giờ sau đây tỉa thế. Còn cây này các ông muốn gọi nào thì gọi. Thợ mà đi quay phim là không nói nhiều, chỉ múc thôi. Đây, còn mấy ông. Đấy, các bác cứ vào bình luận nói nhiều thì nói tiêu táo cũng vui thôi. Làm điều cây nào vượt qua được cái xanh quê. Đắt nhất vẫn là xanh quê. Mà giờ cổ nhất là đắt nhất lại là đang là cây xanh Văn Giang. Xanh Văn Giang này đang đắt nhất Việt Nam. Cái dòng mà không ai chơi mà giờ lại đắt nhất Việt Nam. Là cái cây đắt nhất Việt Nam. Không phải cái cây Văn Giang, cái xanh nó khó làm. Dầm nó thừa. Rốt nó dài. Rốt dài xấu rồi. Thế bây giờ lại cái cây đẹp nhất Việt Nam lại là cái đấy. Nhưng mà làm được nó thành thì nó phải được giá trị. Không cứ gì phải làm liền. Xanh quê là người ta ngại làm thôi, chứ làm xong rồi thì nó đẹp. Quan trọng là cây nó già đẹp với cả đưa vào đấy. Thành đồng tổ quốc. Thành đồng tổ quốc có thể xanh và xi si. hai thập phẩy với nhau à? Xanh chi à? Xong đấy là mình gốc xanh ấy. Xanh. Đây là cầu này bên trên chùa ấy nè, chùa Hương đúng không? Đó, đấy là cầu chùa Hương. Thầy chùa Hương là có cái di đắp một cái cầu ấy đấy. Mát tiền đấy. Đây đấy. Đồ chùa Hương. Đâu, hai vợ chồng nhà ấy đây đâu rồi? Đâu? Hai ông bà vừa nãy đứng đây đâu mất rồi không biết. Tưởng ông đi bán, có phải ông đi bán? Đâu. Quân thông đớn đau. Đấy. Đây là cây của bác nào đấy mà bày cái... Ấn. Lục vừng nhìn vừa nãy tưởng cây gì? Lục vừng. Lại chạy đi đâu mất rồi đấy? Đi Nam hơn rồi gì đấy? Nam đấy à? Cây lục vừng là bao tiền này? Lục vừng nó mua vào là 1.3 triệu rồi đấy. À, chủ rửa nó dẫn đến bây giờ phải vừa bán cây lại vừa đi làm. Đây là trong mộ đấy, à. Nó nằm ngay bộ Nhật. Báo giá rồi. Nằm trong bộ Nhật, nó đây sửa cây. À, sửa cây thì đi sửa cây. Nằm trong bộ Nhật. Đúng nào, nghe đây này. À, sáng nãy còn lốp xi của nó đây. Đâu. Đây kia, ngồi kia. Đây. Ui ôi.
Rửa chuyên nhài này chết. Chuyên nhài rồi. Bạn gốc kia rồi. Kêu thôi anh. Gốc chú phá rồi. Ở đây chị ta. Đây này. Kinh đấy. Còn này chuyên món này. Khách khứa hỏi si nhiều quá nên mà chả thấy. Thích rồi. Đấy. Si không bằng nhài được. Ừ. Vừa đẹp vừa thơm. Một gốc nhài này không biết là bao nhiêu mấy trăm đây. Chỉ mấy trăm thôi mà vâng. Mày mày chỉ thủy thì giao động từ 1 triệu rồi, còn quanh quanh 1 triệu. À. Cổng á. Chạy ra. Ủi à. Lá chung thì của lá chung bao nhiêu tiền? Này á, 1,5 triệu. Lại báo nhầm hôm nọ chết. Con này thì chuẩn giá rồi. Có khi được giả hơn con là xem máy nhưng mình nó có giả. Chắc cũng thế đúng không? Dạ. Chắc cũng thế nhỉ? Của đang ra. Cũng cũng bênh bằng tiền gì? Để giả hơn 2,20. Rồi. Để anh ra gần mình sẽ biết con này giả. Vừa nãy nhìn rồi đằng ấy rồi. Đây. Đấy, đây này, con này cũng có nét đấy chứ. Con này 3 tiền đấy anh. Con này này 27 triệu. Con này 3 tiền. Con này á? 2 triệu. Êm ái luôn, anh làm tiền. Tiền đấy. Tiền đấy. Nói là vì cho anh em mua cho nó dễ. Đúng rồi. Quân tích cân và tất cả các mặt giấy tờ khác. Đấy, cây xanh đẹp ấy. Tô vào hóa giá cái cầu ấy, cổng này, cái cầu này. Đấy, nhìn này. Đấy, lăn lóc. Đây này, cái cây này thì giá cũng được. Nếu mà ăn là mới chơi ấy, mà không yêu cầu cao thì chơi này cũng vui. Nhưng mà giá có thể hợp lý thì mình mua chứ còn là này. Cái này hết thế này. Cái này được à? Đấy, cái này lấy cái này này. Nó quá cao quá, nó mọc hơn củ. Mua được giá bao nhiêu? Làm nó thấp xuống. Gần chắc đặt rồi. Làm nó thấp xuống. Toàn xi à? Toàn xi à? Không phải xi à? Dài rồi à? À, đây là xanh. Được. Xanh à? Được. Xanh đây là 600. Đây à? Sâu đây à? Ừ đấy. Nó đẹp, cái ngọn ở đây, nó đẹp. Mùi người nặng lắm. Nặng rồi. Nhẹ hơn kia xuống hôm 10 trời. Rất là đẹp. Thế mà nó lại nên làm chưa được cái ngọn. Đấy, xanh xanh này lên rồi đấy. Đấy. Mặt trăng. Kìa. Con thằng kia. Đây là cái gì nhỉ? Cắt túi đấy. Túi hóa tiền đấy. Đấy của mấy cháu đây. Đấy. Anh vui chọn nào. Ừ. Thôi đấy, 200. Em của ấy đấy, tất cả con 12 triệu đấy. 200 một triệu. Được. Nó liền hết rồi anh ơi. Nó lẻ ngay nó chết. Đến tất cả 12 triệu. Đấy. Bà lấy tất thì tốt quá. Tất tức là nắm củ của nó đấy. Ừ. Trong nào nắm củ của nó. Ngọc Anh này. Phải ký tí. Này lại nặng lắm rồi. Này là siêu đốt.
xong một góc chợ rồi, đi tiếp góc khác. Chả biết của ai, chủ nắng chạy hết rồi.